đau thương hàng, bổ gan tỳ phế, trị bá bệnh đây. Vậy tới chọc ổng đi. Cảm mạo thương hàn, bổ gan tỳ phế, trị bá bệnh đây. Ê, đi chưa? Thuốc ấy, thuốc ấy. Đi hết đi, mấy đứa nhỏ kia. Đi hết đi, đi hết đi, đi. Cảm mạo thương hàn, bổ gan tỳ phế, trị bá bệnh đây. Thầy ơi, hả? Ở đây ai cũng khỏe mạnh vui vẻ như vậy á, thôi mình đi dùng khác đi thầy. Ừ. Ta già rồi, cái nghề thuốc ngày càng khó, nuôi thân không nổi. Chắc sau này khó đều bồng thêm con á, tách ra làm ăn, lấy vợ sinh con mà ăn cư lạc nghiệp. Thầy ơi, con ngốc như vậy á thì ai mà lấy con chứ. Như lại á, 3 năm theo thầy học được chỉ mỗi cái bệnh chữa mắt thôi. Thời gian đầu á, tạm thời ta chưa có đi đâu xa, có gì cần cứ hỏi. Dạ. Dạ thầy Lan đây nè anh. Rồi rồi, cảm ơn nha. Dạ. Thầy, thầy có chữa đau mắt không thầy? À, chữa đau mắt á, là nghề gia truyền của thầy Lan trẻ này. Mà ai bệnh vậy? À dạ, là tiểu thư nhà Phú Ông, bị đau mắt 3 năm nay rồi mà chữa hoài không có khỏi thầy. Đang có nguy cơ mù luôn đó thầy. Mà Phú Ông con rau á nha, ai mà chữa khỏi mắt á là gả con gái luôn. Nhưng mà thầy đây trẻ quá. À yên tâm, đại đệ tử của ta sẽ là rể của Phú Ông. Nói đi, nhà nhạc gia tương lai của hắn ở đâu? Tiểu thư cho một câu đố, đoán ra mới biết nhà ở đâu. Thầy ơi, cái vụ này khó quá. Không thôi, mình bỏ qua luôn đi thầy. Đố sao, nói nghe thử. Dạ, thầy nhìn con nè. Dạ, con đi nha thầy. Cái gì kỳ vậy? Vậy nghĩa là sao á thầy? Nhà ở trong cái áo hả? Hay rồi, ngươi đã gặp một tiểu thư rất là thông minh. Nhà nàng á là nơi dệt vải, vậy thôi, kiếm sưởng tơ lụa tìm tới là đúng. Đi đi, vận may của ngươi tới rồi đó. Vận may á thầy? Thôi lỡ con làm người ta mù luôn á thì có mà đại nạn á, chứ vận may gì thầy. Thôi con không đi đâu, thầy đi đi. Đừng lo, ta sẽ chỉ cho con hút thuốc. Vậy con á chỉ chữa bệnh thôi đó, còn cái vụ mà cưới gả con không chịu đâu. Đã tiểu thư rồi á mà còn thông minh hay nói chữ nữa, con nhức đầu lắm thầy ơi. Chỉ cần hạn chế nói, vắn tắt là vậy. Tôi nghe nói thầy Lan cao tài ấn lắm, tôi hy vọng là lần này con bé nhìn lại được bình thường. Đây, thuốc mỡ á thì bôi, thuốc bột á thì uống, 3 ngày sẽ khỏi. Thuốc mỡ thì bôi, thuốc bột thì uống, 3 ngày là khỏi. Chỉ vậy thôi sao? Dạ, vắn tắt vậy thôi. Xin phép, tôi về trước. Chắc đây đúng là tài giỏi rồi, nên rất tiết kiệm lời. Đúng là tuổi trẻ tài cao mà. Nhìn chàng sao cha? Nè, con cứ lo uống thuốc đi, mai mốt sáng mắt lại á, nó nhìn mặt mà bắt hình dong. Thầy, vậy mà chuẩn bị đón vị hôn thê kìa. Thầy nói con hả thầy? Ở đây có 2 người, không lẽ ta nói ta
Cái cô gái mà ngươi chửi mắt đó, hôm nay á sẽ muốn nhìn thấy vị hôn phu ha. Rồi chuẩn bị đi. Thầy thầy chọc con hoài à thầy. Người ta là tiểu thư đại cát cành vàng lá ngọc, người ta có ăn học đàng hoàng, còn con á chỉ là thằng ngốc thôi. Nàng ta mà thấy con á, nàng ta sẽ cười cho đó. Nhưng mà đây á là số phận của ngươi, giờ chỉ cần học thuộc ba câu này thôi, ngươi sẽ được chọn. Thầy Lan Trẻ ơi, đó nhớ cũng cho kỹ. Thầy Lan Trẻ làm gì chạy như ma đuổi vậy, nó ngồi chần chừ ở đây nè. Dạ chào thầy, con tới báo tin mừng rồi nghe. Có chuyện gì? Dạ mắt tiểu thư con á khỏi rồi, nhìn thấy được rồi. Bây giờ ông con á cho mời thầy Lan Trẻ qua nhà bàn lễ cưới. À dạ. Đó thầy, điều ta nói có linh không, giờ biết phải làm gì rồi chứ. Ừ, con làm gì thầy? Được rồi, để từ từ ta tính chưa. Dạ. Này nè, hả? Bây giờ ta gánh ngươi hay là ngươi gánh ta hả? Ủa anh hỏi vậy là sao? Thì đường ai đấy đi chứ gánh là gánh cái gì. Ta chỉ muốn cho đường đi vui vẻ thôi, còn ngươi không muốn thì thôi. Ê ê ê, anh ơi. Ngó ngon lành vậy á, không biết có tới miệng không. Trời đất ơi, lúa người ta gieo xanh mơn mởn như vậy mà anh nói tới miệng không tới miệng là sao? Gì kỳ vậy trời. Kêu khóc như vậy không biết chết hay là không chết hả? Trời đất ơi. Người ta chết như vậy mà nói là chết hay không chết. Thôi chết rồi, kỳ này tiểu thư mình cưới ngay thằng khùng thần điên rồi. Tiểu thư, chàng đâu rồi? Mau nói cho ta nghe, người thấy chàng ra sao? Dạ, ông ở ngoài nhà ngang á tiểu thư. Mà con thấy ổng á, không có được chút nào hết. Sao không được? Tài thuốc á thì tạm tạm, nhưng mà tính tình á không có bình thường, cứ như người dở hơi vậy đó. Nói những câu ngây ngô, không đầu không đuôi. Chàng nói gì mà người nói chàng ngây ngô? Đó, tiểu thư coi, mạnh ai nấy đi, mà ông hỏi con là ông gánh tôi hay là tôi gánh ông? Lúa người ta xanh mơn mởn vậy mà hỏi lúa có tới miệng hay không? Đi ngang đám tang á, người ta khóc rần trời lên hết, vậy mà ông hỏi có chết hay là không chết? Vậy không khùng chứ là gì? Tiểu thư, tiểu thư tính lấy ông khùng thiệt hả? Chàng không phải khùng đâu. Câu đầu tiên á mà chàng muốn hỏi ngươi, ngươi và chàng ai sẽ là người dẫn đường cho đoạn đường bớt dài đi. Câu kế là không biết chủ ruộng này có bán lúa non hay không. Câu thứ ba là người chết có được lưu danh hậu thế. Chàng nói những câu quá ẩn ý cao sâu nên ngươi không hiểu kịp thôi. À, con hiểu rồi. Không ngờ ý trung nhân của tiểu thư á cao siêu dữ, vậy mới xứng đáng làm chồng tiểu thư chứ. Chà, công nhận ha, bên nhà vợ ngươi cũng lo cho ngươi dữ ha. Mai nguyên bộ đồ đẹp vừa dặn ghê vậy. Coi như là ta xong bổn phận với ngươi nghe. Lấy vợ thì lo chí thú làm ăn. Thầy à, sao thầy không ở đây mà thầy định đi đâu? Thầy, thầy đi rồi mà nào giờ có chuyện gì con cũng cầu cứu thầy. Đừng có chuyện gì con biết hỏi ai. Không có được nói cái chuyện mà ta dạy ngươi cho vợ ngươi nghe, nghe chưa. Vợ ngươi là người thông minh, nói gì nghe đấy là được rồi. Nó biết con ngốc á thì nó đuổi con đi. Lúc đó con kiếm thầy ở đâu? Có duyên ắt gặp lại, đừng có lo. Thôi đi đi. Dạ.
thầy. Được rồi, đi nghe. Thầy nhớ giữ gìn sức khỏe nha thầy. Đi đi con. Dạ, con đi. Cái thằng con ngốc vậy đó, nhưng được cái sống có tình cảm. Chàng đi đâu mà giờ này mới về? Làm thiếp lo quá. Ta làm mất con chó nữa rồi. Mất con chó? Đầu đuôi sao? Chàng kể cho thiếp nghe coi. Thì ta mang con vàng đi rao bán hoài mà không có ai mua. Rồi tự nhiên có ông bữa trước mua vải thiếu xuất hiện rồi mua chịu. Vậy là ta bán. Cái ông hôm trước mua vải thiếu, vậy chàng cũng không hỏi nhà ông ở đâu hả? Có, ta hỏi chứ, ta đâu có ngu. Nhưng mà ông ấy cố tình lừa ta. Ông nói gì mà chàng nói là ông cố tình lừa chàng? Ông nói như vậy nè, nhà ông á ở một cái làng mà đầu làng hữu ngư vô thủy, hữu thủy vô ngư, còn cái nhà ông á thì hữu kim vô chỉ, hữu chỉ vô kim gì đó. Ta đi hỏi khắp nơi rồi mà làm gì có, có chỗ nào mà có cá mà lại không có nước lại. Khoan, còn ông đó không có lừa chàng đâu. Nàng nói vậy là sao? Ngày mai chàng đi kiếm cái làng nào có cái giếng ở đầu làng và có cái điếm canh, có cái mỏ hình con cá là đúng đó. Nàng tài thiệt đó. Nhưng mà còn cái vụ mà có kim không chỉ mà có chỉ không kim là sao? Chàng tới làng đó kiếm cái nhà nào có hàng cây dăm bụt lớn, trên đó có dây leo tơ hồng là đúng. Tơ hồng là chỉ mà không kim, đúng rồi. Báo hại, ta buồn lo sợ suốt cả buổi chiều luôn, suýt nữa không dám về nhà. Đúng là đây là cổng làng rồi. Hữu thị vô ngư, hữu thị vô ngư. Hữu thị vô ngư. Cái điểm canh thành con cá. Hữu ngư vô thủy. Vậy là đúng ở đây rồi. Không biết là ra hôn nữa. Đúng là dây tơ hồng rồi. Đúng là hàng rào cây gai có dây tơ hồng danh. Hữu chỉ vô kim, hữu kim vô chỉ. Đúng là cái nhà này rồi. Con vàng. Ông gì đó ơi. Ai đó? Dạ, con đây. Con đây. Ông. À, ông đây rồi. Tìm được nhà rồi phải không? Dạ đúng rồi. Ông á cũng kỳ ghê vậy á, đã mua thiếu mà còn đánh đố con nữa, làm cho con phải đi tìm ông suốt cả buổi chiều hôm qua luôn mà không gặp. May á mà con về nhà, vợ con chỉ
con mới tìm được tới đây á. À, thì ra vợ cậu tìm được cái nhà này chứ không phải là cậu. Vợ con á thông minh lắm, cái gì cũng biết hết trơn á. Người đàn bà này chắc phải là bậc kỳ tài. Vợ của cậu tên gì vậy? Dạ, vợ con tên Lai. Lai? Dạ, có gì không ông? Không, trước lạ sao quen. Tới đây rồi, ăn cơm với tôi một chén rồi về ha. Ăn xong rồi tôi trả tiền đem về cho vợ. Dạ, vậy thì tốt quá, con đi. Suốt cả buổi đói mang cả bụng rồi. Mời vô. Dạ. Đây tiền nè, cất tôi kỹ nghe, đừng có để rơi rồi vợ rầy đó. Dạ. Còn cái gói này nói tôi tặng cho vợ cậu. Ông thật tốt quá, trả tiền cho con rồi, còn đãi con ăn một bữa no bụng nữa, còn gói đồ ăn về cho vợ con ăn nữa. Chắc vợ con vui lắm á. Con cảm ơn ông. Chào ông, con về. Vợ ơi, anh về rồi nè. Lần này anh lấy được tiền rồi, cả tiền giải lẫn tiền chó luôn. Kỳ này á anh xong việc hết rồi đó nha. Sao mà chàng đi lâu quá vậy? Chuyện dài dòng lắm. Vợ ngồi xuống đi, anh kể cho nghe. Quả ra ông cụ đó cũng được lắm. Cụ đãi ta một bữa ra trò luôn. Ông còn hỏi ta là làm sao nàng đón ra nhà ông ở đâu nữa. Có vẻ ông nể nàng lắm đó. Vậy sao? Ông có vẻ là thầy đồ, nhà đầy chữ luôn. Hèn chi ông thích nói chữ. Với lại ông còn hỏi tên nàng nữa. Thầy đồ? Cho ăn xong á, lúc về ổng còn đưa cho ta cái này, nói là kêu ta phải đưa tận tay nàng. Chắc là đồ ăn đó, nàng ăn đi. Nè, nàng giữ tiền đi. Ta mệt rồi, ta vô ngủ một chút. Thầy đồ thích nói chữ, hỏi tên mình. Người này muốn ngạo mình đây. Con vợ khôn lấy thằng chồng dại, nhưng bông hoa lại cắm mãi cất trâu. Không biết ta đùa có quá trớn chăng. Người lanh trí vậy ắt sẽ suy ra thâm ý của ta là qua lại cắm bãi phân trâu. Không biết rồi nàng ta sẽ phản ứng ra sao. Lỡ gặp phải người hay nghĩ ngợi làm chuyện dại dột, chắc ta ân hận lắm. Bây giờ phải làm sao? Mình làm vậy là đúng. Có sống tiếp cũng chẳng thay đổi được gì. Kìa, cô bé, lội xuống dưới làm gì vậy? Đi chỗ khác để người ta bắt cá. Cô làm cá nó sợ nó chạy ráo trọi rồi. Con xuống trước mà. Cái chỗ này là chỗ người ta bắt cá, đi chỗ khác. Trời ơi,
Ông ơi. Hả? Sao ông xuống nước bắt cá mà ông không cởi đôi hài ra? Đúng là đồ ngốc. Ta đi bắt cá, ta lội xuống nước, kêu ta cởi xỉu hài ra, ướt chân ta rồi sao? Ông ơi. Hả? Cái lờ của ông rách hết rồi, sao bắt cá được? Ta bắt cá kiểu nào kệ ta. Đi chỗ khác đi. Thì ra trên đời này vẫn còn có người đần hơn chồng ta. Sao ta phải chết chứ? Vậy ông ở lại bắt cá vui nha. Ta biết mà, người khôn như con á, đâu dễ gì đầu hàng dữ vậy. Chàng, dậy đi, dậy đi, dậy thích nói chuyện nè. Sao, nàng định kêu ta đi bán nữa hả? Ta không đi đâu. Không phải đi bán. Chàng rửa mặt cho tỉnh đi, rồi đi ra ngoài với thiếp. Quan quan thư cưu, tại Hà Chi Châu. Chàng đọc đi. Ôi, cái sách này chỉ để con nít thôi, chứ sao nàng lại bắt ta học chứ? Thì phải học từ đầu chứ sao. Ta từng tuổi này rồi, suốt ngày chỉ buồn ngủ thôi, chẳng nhớ được bao nhiêu hết. Đầu óc ta lại khù khờ nữa. Thôi, ta không muốn học. Thôi, nàng cho ta đi buôn lại cũng được. Không, chàng phải học tới chừng nào đổ trạng mới thôi. Trạng nguyên tân khoa về lại, giao quyến ra kinh đô. Chàng hiện thế, đó là nhờ nàng, nhờ bóng qua lại của ta mà ta mới được hôm nay. Đa tạ nàng hiền thế. Mới đây mà đã 10 cái vỗ cha con rồi. Lẹ thiệt. Còn mẹ con 15 phải không? Dạ. Năm nào cũng nói làm riêng cho mỗi người mỗi cái đám vỗ. Vậy mà năm nào cũng phải làm chung hai người vô một cái. Không sao đâu, ông bà chắc cũng hiểu mà. Nghèo chán thiệt chứ. Ông trời ơi, con muốn vào. Con muốn vào thiệt vào ông trời ơi. Vào. Ở cái xã chó ăn đá gà ăn muối này, chú mày làm lên tới xã trưởng mà vẫn còn nghèo rớt mồng tơi. Muốn vào là phải có vốn. Mà có vốn là đã giàu cha nó rồi, nói làm chi nữa. Không vốn mà giàu mới hay nha chú. Không vốn mà giàu làm gì? Đừng nói là đào tường khoét vách nha, nhục nhã tổ tông à. Trời, con nói cho chú biết, đào tường khoét vách á là việc làm của lũ phàm phu tục tử. Con nè, giàu khỏe mạnh, giàu nhàn hả, giàu mà người ta nhìn vô mình á, ai cũng trọng vọng mình hết nha chú. Con nói gì nghe ngon quá vậy? Làm gì cho chú làm với? Dạ. Nè Tứ. Tứ. Ê, dạ. À, con đừng có nói với chú con muốn có vợ nghe. Con muốn lấy vợ giàu phải không? Cái đó đâu phải là ý tội đâu chú. Trời ơi con ơi con.
nhà cửa gì, cái dỗ cha làm đàng hoàng còn không được, nghĩ làm chi cái chuyện đó. Còn có cách, chú đợi con chút nha. Chú. Trời đất ơi, ở đâu ra mà con có cặp nghê này vậy? À, nhà của ai, bỏ nó con lụm về. Mày đừng nói đem thứ này đi hỏi vợ nha. Biết đâu được chứ. Nhưng mà chỉ cần á, chú giúp con một tay thôi. Đây, con nói này nè. Ý của con hay lắm đúng không chú? Không, rượu ngon quá. Giấu cái gì giấu? Mày muốn mình biết chỗ này hay không? Dạ, xong rồi đó chú. Phần còn lại chú chỉ cần làm theo những gì con nói là được. Có chắc anh hùng con, không lẽ chỉ có vậy mà con cưới được con ông bá hộ hả? Cứ chờ xem. Mượn cân chi? Dạ, bữa nay bạn có gì phải cân lận? Gạo thóc hay heo gà? Dạ thưa ông, gia cảnh của con thiếu trước hụt sau ông biết rồi mà. Làm gì có gạo, thóc, heo, gà mà để cân không? Chú mượn cân để cân cái thứ gì? Dạ, dạ thôi. Không có gì đâu ông. Ông đừng có hỏi con, con ngại lắm, con không nói đâu. Nào. Dạ. Vô lấy cân cho cậu Tứ mượn. Dạ. Cân đây ông ơi. Đưa cho cậu Tứ đi. Nè cậu. Dạ, con cảm ơn ông rất nhiều. Chiều mai con mang qua con trả. Thôi con về. Mày nghe nói gì không? Dạ không, nói gì không? Nó cần cái gì mà không dám nói? Cái thằng này nó không có vừa đâu. Để coi nó cần cái gì. Ông ơi, ông. Cái gì vậy mày? Thằng Tư nó trả cân. Gì vậy? Trời ơi. Cái gì mày? Ông ơi. Cái gì vậy? Con đoán không lầm. Đất không. Đất không cũng lầm thì ơn tự đâu cân vàng. Cái này không? Chắc nó cân khoai á không? Cân khoai. Đất. Ủa nó cân cái gì mà dính đất ta? Mà nhà đâu có trồng khoai đâu. Mà đâu có tiền nhiều đi mua đất để trồng khoai. Trồng khoai thì nó trồng khoai, có gì đâu phải giấu ta. Bởi vậy tao nghi lắm mà. Thằng này chắc chắn nó làm một cái điều gì ám muội đây nè. Mày á, từ hôm nay mày bắt đầu theo dõi nó nha. Dạ. Ủa, chẳng hay ông đi đâu mà sớm vậy? Chào ông xã, tôi đi qua làng bên của chú Kiện. Ở đây ông xã đi đâu vậy hả? Trời ơi, đi đâu mà tay nải tay xách tay mang vậy? Cũng không giấu gì ông, thằng Tứ tôi á muốn sửa nhà để cưới vợ. Hả? Nó nhờ tôi kiếm thợ lành nghề, nhưng mà sớm mình thợ yếu quá, chắc là phải lên kinh thôi à. Xây nhà để cưới vợ à? Coi bộ nó vừa trúng mánh gì đây. Cũng chẳng giấu gì với phú ông, nó nhờ tôi kiếm thợ cỡ nghệ nhân, vật liệu hảo hạng, đưa từ kinh thành về
Còn giá cả thì khỏi lo, tôi cũng không biết nó lấy ở đâu ra nữa. Thôi con cháu nó có mừng giùm cho nó. Thôi kêu phu ông tôi phải lên kinh thành đây. Dạ, ông xã, ông xã, ông xã, ông xã. Ngon. Chú ruột của nó còn không biết nó lấy tiền ở đâu ra mà xây nhà xây cửa. Không lẽ mà nó đâu có buôn bán làm ăn gì đâu. Chỉ có nước cái của này ở trên trời rơi xuống đây à? Bậy rồi. Cái này không phải ở trên trời rơi xuống mà dưới đất nó chui lên. Cái vụ mượn cân đó, ông nhớ không? Ừ. Đúng đúng. Ê đúng rồi. Hay là thằng này nó đào được vàng mày? Đúng không? Phải nói dối để mượn cân, mà cái cân lại chính đất. À đúng rồi ông ơi. Ủa mà nó đào được vàng thiệt thì sao ông? Đâu liên can dính dáng gì tới mình. Ngu. Cái thằng ăn nói hồ đồ. Không có ăn học. Học trò chân trọi. Tôi nói cho mày biết nha, từ hôm nay nha, tất cả ở trong làng này, con nào thằng nào kêu thằng Tứ là nó hay mày thì kệ người ta. Còn riêng bản thân của mày, mày đi theo phú ông, mày phải thể hiện là người có ăn có học, có kiến thức lịch sự. Từ hôm nay không kêu bằng nó đó nha. Không, mày gặp thằng Tứ á phải kêu bằng cậu Tứ, hiểu chưa? Ông ông. Trời ơi, sao lần nào cũng vậy? Tôi đang khoe mày để tôi hết hồn vậy mày. Cậu Tứ hỏi mượn cân không? Nó mượn cân nữa hả? Dạ. Sao ông? Cho mượn đi. Nhưng mà đợt này á, còn nhớ hỏi coi nó mượn nó cân cái gì. Hỏi thì cũng hỏi rồi, thì nó nói cậu Tứ á, ổng nói là ổng mượn cái cân để ổng cân mấy thứ lặt vặt. Coi bộ không muốn nói. Nó không muốn nói hả? Tao đâu có biết đâu. Thì bởi hey, để chú đem vô rửa. Không cần đâu chú. Không được rửa. Con để dơ hay vậy luôn hả? Chôn dưới đất để cho nó dính đất mà. Chú vẫn chưa hiểu ý bay làm sao. Ê, nhìn cũng giống đồ cổ ha. Ai biết đồ ve chai, cho người ta không thèm lấy. Đó, chú hiểu rồi đó. Tức là con nói với phú ông là con chơi đồ cổ hả? Con đâu cần nói, chú nói mà tự hai con nghe này nói. Mấy người đó sắp chết vì tò mò, thế nào cũng dẫn xác qua đây thôi. Tao biết rồi, nhưng mà con nhà cao cửa rộng kiếm đâu mà lèn người ta hả con? Nhà cao cửa rộng có sẵn hết rồi, cháu của chú không cần phải xây. Chú đừng có lo, chú cứ việc về đi, khi nào có kết quả con sẽ báo. À. Chú hiểu rồi phải không? Không hiểu gì hết. Thôi mệt chú quá, chú về chuẩn bị đi, nhanh lên. À. Mệt cái chú này ghê, chú còn là xã trưởng mới hay chứ. Rõ ràng là nó đang căng vàng. Con cũng nghĩ như vậy. Căn cứ vào dấu vết cái cân này để lại á. Sao con? Chắc chắn một điều là nó không phải cân khoai. Sao mày nói chuyện quậy vớ không vậy mày? Sao ông? Vấn đề là nếu mà đào vàng, nó kiếm ở đâu ta? Nó kiếm được nhiêu? Một hũ, hai hũ, hai nguyên hầm? Nếu mà tính xây nhà, vật liệu mà chuyển từ kinh thành về đây, mướn thợ mà cỡ nghệ nhân
Đơn vị không phải tính bằng hũ đâu ông. Cha. Dạ. Ủa, cái gì vậy cha? Sao tự nhiên thấy con ra cái cha đem cân đi cất vậy? Đâu có gì đâu. Mà con gái của cha đi đâu mà sao sửa soạn đẹp quá vậy? Con có đi đâu đâu. Mẹ nói chiều nay có người tới coi mắt. Ờ cha lú lẫn quá. Bữa nay là coi mắt con là con trai của ông Phú Hậu Tặng đó mà. Nghe cha nói hình như cha không ân lắm đúng không? Con cũng tin ý lắm à. Ờ không có gì. Chỉ là cha muốn con gái của cha đó con có một người chồng có ít chữ ở trong đầu vậy mà. Cha à, có chữ trong đầu thì có ít tiền ở trong túi. Không phải cha hay nói với con như vậy sao? Cha nói vậy bởi vì đứa cái này mất cái kia. Nói chung là không có ổn con ơi. Nhưng mà bây giờ làm vậy có người nào mà có được hết cả hai? Có một người. Để cha tìm hiểu xong á, cha sẽ cho con biết. Bây giờ khoan, hãy gặp con trai của nhà họ Trần. Người cha nói là ai? Cha có lộn không cha? Quanh đây làm gì có người giống vậy? Có. Không những có, mà có thể là gần, mà có thể là rất gần nữa đó con. Ta phải đi đây. Là bởi vì nàng muốn đó. Thực sự thì ta không muốn xa nàng. Với lại ta không muốn đèo bồng. Nhưng mà ta muốn nàng tâm phục khẩu phục. Để nàng yêu thương ta thật lòng. Ta chỉ muốn ngươi sáng mắt ra thôi. Ta nhắc lại, nếu như ngươi bị một ai phát hiện và vạch trần thì cuộc hôn nhân giữa ta và ngươi sẽ hủy bỏ đó. Nhưng mà ngược lại, tôi sẽ có hai vợ. Là do nàng đứng ra cưới hỏi đàng hoàng cho tôi. Nhớ chưa? À còn nữa, nếu như mà tôi dẫn người lạ về nhà thì nàng phải đón tiếp người ta nồng hậu đàng hoàng cho tôi, biết chưa? Được, nhưng ta chắc chắn sẽ chẳng có ai bị lừa như ta đâu. Được, vậy thỏa thuận đã xong. Ráng chờ đi ha. Ê ê ê. Chị, tao mày vô trong đây ngồi nghỉ mệt chút xíu đi. Chứ giờ về sớm quá, lỡ cái thằng kia nó mà mét với ông cụ Chánh, tao với mày mệt à. Ờ vậy hả? Ừ. Vậy mình đi vô. Đi. À mà nè, chút trước khi mình về á, mình phải lấy sình két vô cho nó dơ, biết không? Cho ông thấy mình làm việc cực nhọc. À đúng rồi, để ông khỏi nghi ngờ. Công nhận đó nha, cái ông cụ Chánh á, ông kiếm đâu ra cái thằng này nè. Nó tinh tướng dễ sợ luôn á. Không có cái gì mà qua khỏi mắt nó được hết á. Tao nghe nói á, mấy thằng đi tàu buôn cho cụ Chánh á, nó mới rên. Hồi đó thằng quản lý trước á, hơ hỏng tụi nó còn chấm mút được chút đỉnh. Còn thằng này á, nó siết hết, đói bơ cái mỏ luôn. Thì bởi vậy, bởi vậy tao nói hả, cái thằng này nó ỷ ông cụ Chánh tin tưởng nó, nên nó càng ngày càng làm tàn. Nhìn cái mặt thấy ghét. Bởi vậy tao mới đã nói với mày đó. Ừ, đang trong giờ làm việc mà trốn nghỉ mệt ha. Dạ, giả dạ, dạ, nói xấu người ta nữa ha. Cái tội này á có đáng trừ lương 2-3 lần không? Cậu Tứ, tụi tôi biết lỗi rồi. Kể từ ngày mai tụi tôi không dám nữa. Cậu tha cho tôi. Cậu đừng có về mét lại với cụ Chánh nha cậu. Mấy anh làm ăn đàng hoàng thì ai có nói tiếng nào đâu. Dạ tụi tôi biết lỗi rồi cậu Tứ. Bữa nay tụi tôi trốn việc về sớm. Ngày mai tụi tôi sẽ làm bù. Cậu về đừng có mét lại với cụ Chánh nha cậu Tứ. Dạ, dạ tôi về, tôi về nha cậu Tứ. Dạ chào cô Tứ. Đi lẹ mày. Mới đó mà đã 3 tuần trăng rồi. Mọi chuyện đang tiến triển rất tốt. Xem ra thì cả cụ Chánh lẫn cô Tơ cũng đang có tình cảm với mình. Nhưng mình phải đẩy nhanh tốc độ để còn về nhà nữa chứ. Để tưởng tượng coi, kỳ này ta có 2 cô vợ thì sẽ sao ta?
xác chết rồi. Trời đã giúp ta rồi, ta phải bắn tin cho chú biết mới được. Tôi sẽ an táng cho người đàng hoàng, nhưng trước tiên người phải giúp tôi một chuyện nhé. Ông ơi, con thấy nó sai sót gì nè. Lại sai sót nữa à? Dạ, hình như mình mất cả 100 kg hồ với quế lần ông. Trời ơi, cái bọn coi kho này nó làm ăn kiểu gì? Ngày hôm qua rồi ngày hôm kia, nếu như không kiểm soát chặt chẽ rồi sẽ còn mất bao nhiêu nữa chứ. Không sao đâu, ông đừng lo, con kiểm tra sổ sách kỹ lắm, thậm chí con ra bến thuyền để kiểm tra hàng hóa của họ nữa. Không sao đâu. À, ta cũng mừng, thật là may mắn tự nhiên vớ được một người tài giỏi như con. Mà nè, ta hỏi thiệt nha, tại sao cho tới bây giờ con chưa lập gia thất vậy? Dạ, chắc là cái số của con chưa có gặp được quý nhân. À, kén chọn có phải không? Mà bình thường á, người giỏi thì hay kén chọn như vậy. Nè, ý muốn người như thế nào? Cứ nói đi, biết đâu ta giúp được thì sao? Dạ thưa cha, có người xưng là xã trưởng xã đòi, là chú ruột của anh Tứ đây, tới thăm cháu. À, vậy là chú của anh Tứ đến đây tìm anh Tứ đúng không? Dạ. Vậy thì chú anh Tứ tới, tìm anh Tứ thì nói với anh Tứ, sao lại nói với cha? Cha. Mà nè, chú ruột làm tới chức xã trưởng, còn à, những người khác làm chức gì? Dạ, dạ thưa ông, dạ cũng không có gì đâu, họ hàng nhà con cũng chỉ có những chức quan nhỏ nhỏ thôi. Những lận à? Dạ. Thôi được, mời chú vào nhà chơi, rồi tối nay ta sẽ mở tiệc tiếp đãi đàng hoàng, giữ chú ở lại chơi lâu lâu một chút nha. Dạ, con đa tạ ông đã hào phóng, con xin phép. Xin phép tiểu thư. Xin cảm ơn em gia đình đây phải không? Cháu Tứ con ơi, cháu ruột của con. Con ơi, chú. Con ăn ở sao mà để ông tranh đại chú rượu thịt ê hề quá ê. Trời ơi, chú, chú sai rồi hả? Cái gì sai hả? Ai nói ta sai thì người đó mới là sai. Trời ơi chú, rồi ơi chú, bao nhiêu đâu hề thấy sai. Nếu mà sai làm sao biết bình tĩnh? Chú nói cho mày biết nè, tao là không bao giờ sai. Con bên đây nè. Ủa, quỷ thần ơi, nó chạy lẹ chú ghê mày ơi. Cái gì? Bây giờ chú tỉnh lại đi. Ê, xong chưa? Chú không bao giờ sai đâu. Rồi, mà tỉnh. Chú nghe lời con nè. Chú hỏi nè. Dạ. Tại sao bay cưới vợ mà bay không ở nhà mà bay đi biền biệt? Thôi chú đừng có hát nữa. Bây giờ chú nghe lời con. Sao? Hả? Dạ. Chú cởi bộ đồ của chú ra cho con mượn. Trời, nhanh lên. Khoan. Nhanh lên. Trời, tôi đang tỉnh mà nó nói câu tôi tỉnh luôn trời. Đi mà. Tao cởi đồ nghe nhà ông tránh cho ông bằng thịt tao hay gì? Không có gì đâu. Ê, mai sáng tao còn công chuyện. Còn có đồ mới cho chú mà. Nè. Đâu? Đây. Vậy hả? Thay đồ lên giùm con đi. Cha, lời đề nghị này chấp nhận vậy hả con? Ra thay, giùm con nhanh lên đi. Xong chưa chú ơi? Con ơi, đồ này đồ tốt nha con. Đồ tốt mà. Rồi, đi. Rồi, chú nhắm là chú biết đồ tốt rồi. Xong chưa chú ơi? Mày thấy chưa, đồ tốt mặc nó mát thấy ghê thiệt. Tao bận tao biết đâu tốt ơi, cậu là... đồ thấy ghê quá. Ủa? Cậu là nhanh lên. Ủa chưa mà. Rồi con ơi, con lấy xong cái này chú ơi. Trước đi con ơi. Đó con lấy đi đồ của chú đó con. Còn đồ của bay. Đây
để coi. Đồ nhà ông Chánh mai ngộ quá ha bay ha. Để mặc vậy đúng đó hả? Ờ cài dùm chú mấy ông mấy nấu chú cài không được. Mặc vậy cũng được rồi, không sao đâu. Bây giờ chú nghe tôi lời cô, xéo, được không? Không? Cái gì? Cái gì? Trời trời nãy giờ xin sai mệt nghe quá. Nghe lời cô, ngày mai con nói chuyện với chú sao? Giờ về đó, hả? Thấy cái hướng đó không? Hồi nãy con ra cửa con mở cửa cho chú vô. Tại đồ hả? Ờ đúng rồi. Ờ tôi mở cửa ra. Bên này nè ông ơi, tôi dẫn cho tôi biết ông ơi. Bên này nè. Ờ vậy hả? Rồi rồi rồi. Chuyện nhanh gì ông ơi. Đấy, chuyện gì thì chuyện, thấy không? Cứ sáng mai rồi nói, còn bây giờ chỉ cần một giấc ngủ rồi sáng mai tính. Thôi đi. Không được đâu ông ơi, chuyện này đi nguy cấp về. Lắm ông ạ. Chuyện gì mà nguy cấp là sao? Chuyện quan trọng lắm ông ơi. Quan trọng cái gì mà quan trọng? Sáng mai rồi ông nói. Ông ơi, ông biết không? Chuyện là như vậy, không hiểu làm sao á. Chú còn ăn đồ ăn của nhà ông, rồi sau đó về phòng nôn thốc ói mửa ra, rồi tắt thở, ta chưa lên gắt hết rồi ông mà. Cái gì con? Chú con chết rồi. Nói lại coi. Chú con chết rồi. Tay chân lạnh ngắt à. Ông ơi, ông thử ông tới bắt mạch cho chú con. Chú con còn sống không? Đi đi ông. Tao nhìn ông tao muốn điếng hồn rồi. Tao không dám bắt mạch đâu. Mà nè, nếu như đồ ăn có cái gì, tao ăn cũng bị chứ. Tại sao bị một mình chú con hả? Và con cũng không biết nữa. Nhưng mà ông à, chú con là chức sắc của địa phương. Nếu như mà chuyện này lan ra ngoài thì chắc chắn là gia đình ông sẽ có chuyện lớn đâu mà. Phải. Bọn quan chức kéo tới đây như ruồi vậy đó. Như vậy là phải tốn kém nhiều lắm. Dạ đúng rồi. Lót bao nhiêu cho đủ. Bây giờ có cách nào? Ngươi giúp ta. Ngươi nghĩ đi. Ông ơi à, còn có cách. Cách gì? Dạ cũng may con là cháu ruột của chú. Con sẽ đến xã nói là chú con tự quan rồi bỏ đi biệt xứ. Như vậy là không sao hết. Được á. Nè, nếu như con giúp ta trót lọt cái chuyện này á, con muốn cái gì ta cũng chịu hết. Con muốn gì cứ nói đi hả? Dạ, chỗ thân tình con giúp ông thì đâu có dám đền đáp gì đâu ông. Nè nè, chuyện lớn rồi. Dạ. Cho nên con có muốn cái gì thì cứ nói thẳng thật lòng ra đi, rồi ta giúp cho. À, hay là vậy, ta cho một miếng đất, cất căn nhà, rồi con ở kế bên ta cho nó vui, được không? Dạ thưa ông, đất đai nhà cửa thì con không có màng tới. Nhưng mà có một điều con ao ước bấy lâu nay. Ước cái gì? Nói đi. Dạ thưa ông, từ lúc bước chân vô nhà này thì con đã thầm thương trộm nhớ em tới. Nhưng mà con biết thân biết phận, đũa mốc thì làm sao dám cho mắm son. Cho nên lâu nay con không dám thổ lộ. Vậy là bao lâu nay anh mơ lấy con của ta hả? Dạ. Thì ta ở cũng được thôi. Nhưng mà cái chuyện này một mình ta không thể nào giải quyết được. Ta phải dò hỏi ý của nó rồi ta mới báo cho con hay, được không? Dạ được rồi ông. Ông cứ hỏi ý của em tới đi, rồi có gì cho con hay. Kết quả như thế nào cũng được. Nhưng mà ông cho con biết sớm để con mai táng cho chú con yên nghỉ nữa. Cái thằng nó nói như là muốn đe mình vậy. Láo thật. Phải vậy chứ. Dạ. Dạ tới rồi ông. Nô ơi. Nô. Dạ. Dạ cậu mới về. Dạ chào ông. Dạ thưa ông, đây là nhà của con, còn đây là chị của con. Cùng ba mẹ của con qua quyền bên để thăm bác rồi, ngày mai mới về. Con mời ông vô nhà. Xin chào ông Chánh, mời ông vô nhà. Dạ được. Ông ra mời ông. Con gái ơi. Con. Dạ. Cha. Tốt rồi con ơi. Con ơi, con gặp Mai rồi con ơi. Gặp Mai là sao cha? Cha đã tới nhà nó rồi. Nhà của nó lớn lắm con ơi.
chị ruột của nó nhìn sang trọng quý phái lắm. Bác của nó làm tới tri huyện, ở trong nhà kẻ ăn người ở đầy đủ hết. Hèn chi nhờ vậy mà nó ăn học đàng hoàng. Tưởng đâu miễn cưỡng, quá ra cái đám này được quá đi chứ. Này con, nếu mà con ưng á, cha sẽ cho làm một buổi lễ, rồi con dọn về nhà bên chồng con ở luôn. Còn ở bên đây cha tìm cách để phi tang cái xác con à. Cha đã nói vậy á thì con nghe vậy, chứ con đâu còn cách nào khác. Cảm ơn con, tạ ơn trời đất, không những tai qua nạn khỏi mà còn hung quá thành cát. Tới rồi. Ủa, đây là đâu? Sao chàng nói về nhà? Thì đây là nhà của ta. Lần trước ta dẫn cha nàng tới, đó chính là nhà của cha vợ ta. Cái gì? Nhà cha vợ? Không lẽ chàng... Xin giới thiệu với nàng, đây là chính thất của ta, còn gọi là chị lớn. Còn đây là em hai. Hai người làm quen với nhau đi. Bà xã, mình à, anh thắng rồi đó. Từ nay về sau, nàng phải sắp xếp cho hòa thuận trước sau. Đừng có trách ta đèo bồng lăng nhăng nữa nha. Hai chị em gái hòa thuận với nhau đi. Anh hứa, anh sẽ chăm lo cho hai chị em suốt cuộc đời này luôn. Chị, chuyện này là sao vậy chị? Sao nhà của cha chị mà anh ta lại đưa cha em về được vậy? Thôi, vô nhà nghỉ ngơi đi, rồi tôi sẽ kể đầu đuôi cho nghe. Cứ hẳn biết là dì phải thàn chết trôi, còn tôi phải đôi nghe sành, cũng tại tham lam mà ra hết.